Bây giờ xin mời bà con mình nghe tiếp kỳ thứ 10 của bảy viễn cột trừng sát. Bảy viễn nói nhỏ với người Vũ già. Du dẫn cháu lên nhà sau đi, tôi nói chuyện với cô giáo một chút. Bà Vũ và đứa bé vừa khuất thì bảy viễn bồng gọn cô giáo lên cầu thang. Nàng hốt hoảng dãy dụa, tính la, thì ông hôn ngay đôi môi nóng bỏng. Nàng liệm giật trong nụ hôn tham lam và vòng tay lực lưỡng của ông. Rồi nàng vùi mặt vào đó, không còn sức phản kháng. Nàng nghe bên dưới những co thắt của chất nước rịn ra. Đó của mình. Nàng trống vắng mấy tháng nay. Nàng chợt nhớ đến người tù đẹp trai vạm vỡ nơi Côn Nông. Cứ nhìn vào cái đó của mình vào buổi sáng bình minh tuyệt đẹp trên con đảo. Bây giờ, ông đang ôm mình, đi lên từng bậc thang như lên cõi thiên thai. Nàng không còn chờ đợi, nàng vươn đôi tay ôm ghì lấy ông. Yêu em đi anh. Nàng đi vào một cơn giông bão, bảy viễn đáp ứng nồng nhiệt. Từ trong phòng tắm, ông lột áo nàng trầm vào bể nước đầy xà bông. Cuộc tình lãng mạn bắt đầu, cả hai gặp nhau thường xuyên. Nàng lầm ông không rời được, nàng muốn bỏ hết mà đi theo bảy viễn. Để gần ông, dù ông là du đảng. Sophia, theo à, qua em sẽ khổ đó. Qua đã có ba người vợ rồi em à. Em muốn làm người thứ tư không? Sophia Trần gật đầu, không ngần ngại. Người chồng Pháp không bao giờ làm nàng sướng như bảy viễn. Ông đã lo cho nàng, bảo bọc nàng như một viên ngọc quý. Nàng bỏ nghề dạy học về với ông lo hết. Những chi thu mà Maury Thiên đảm nhiệm. Nàng từ từ thấy được những mánh lới mà Maury Thiên qua mặt bảy viễn. Nhưng Maury Thiên đã đi trước một bước là hăm dọa Sophia. Một hôm, hắn hẹn nàng tại một nhà hàng vắng. Nàng y hẹn đến, nhưng sau lưng nàng đàn em bảy viễn theo sát nút. Đầu ăn và rượu vang đem ra, nàng từ chối nói. Hãy cho tôi biết ông gặp tôi để làm gì. Ê, đừng có dội Sophia. Chúng ta còn nhiều thời gian, hôm nay trăng đẹp mình có thể uống rượu ngắm trăng nói chuyện. Xin lỗi ông, tôi không có nhiều thời gian, xin vào đề đi. Buồn, bà nên quên hết những sơ suất trong chi thu. Dù sao tôi đã mang về cho đại ca bảy diễn những lợi tức kết xuộc lúc ông còn ở trong khám lớn. Số ông trao lại cho chồng tôi rất ít hơn con số ông thu được. Tôi sẽ không tha bà nếu can dự vào việc này. Mấy bà vợ lớn của đại ca sẽ băm sát bà ra nhiều mảnh nếu tôi cho họ biết. Sophia chột dạ vì nàng không biết gì về những người đàn bà khác của bảy viễn, nên nàng làm thinh ra về. Maury Thiên mỉm cười khoái trá. Nàng đã kề vai sát cánh với bảy viễn cho đến khi ông lên voi và xuống chó. Với bảy viễn, bà là người đàn bà lịch lãm trong đời ông, khi ông được phong lên chức thiếu tướng của quân đội quốc gia sau này. Maury Thiên hết sức ngạc nhiên về thái độ của bảy viễn. Hắn đã dọa người đàn bà trí thức của ông và hắn cũng đang tìm hiểu cái đám mần quốc sự như Nguyễn Văn Thinh, Nguyễn Văn Long. Không biết bảy viễn về phe nào. Mỹ và đồng minh đánh bom ác liệt Sài Gòn, còi báo động hú lên. Tụi Nhật dùng phòng không DCA bắn lên mãnh liệt. Sông Sài Gòn đầy xác tàu Nhật bị trúng bom. Các công xưởng của Pháp để lại bị ăn bom tiêu điều. Từ khi ra khỏi tù, bảy viễn lại mê mẩn quốc sự. Ông liên hệ với tất cả các đảng phái quốc gia, nhân kỵ cộng sản. Pháp bất lực hoàn toàn, quân đội Pháp bị tước hết khí giới, giam lỏng nơi các doanh trại. Thường dân Pháp bị giới nghiêm trong một vài khu vực. Người Hoa nơi chợ lớn vẫn làm ăn. Họ ghét Nhật thậm tệ. Bảy viễn nhất định không để mình bị ngục tù lần nữa. Ông cố gắng thiết lập một tình bằng hữu vững chắc. Như Hai Thuê, bạn thân của Tạ Thu Thâu và Trần Văn Ân, người đang cộng tác với Nhật, một người con của Long Xuyên 42 tuổi, cử nhân văn khoa của Đại học Aix-en-Provence. Trong một cuộc gặp với bảy viễn, ông đã viết thư giới thiệu bảy viễn với Lâm Ngọc Đường, giám đốc cảnh sát miền Đông. Ông ta hứa là sẽ điều chỉnh tình trạng của bảy viễn bằng cách đề nghị Thủ tướng Trần Trọng Kim ký một lệnh ân xá tất cả nhóm Bình Xuyên với điều kiện là Bình Xuyên phải dùng lực lượng của mình để phục vụ tổ quốc. Nhìn bảy viễn, ông có thể thay mặt họ cam kết với tôi như thế không?
À, tôi chịu. Bảy Viễn đáp vừa. Ông chưa gặp mặt hết thủ lãnh Bình Xuyên, nhưng ông cần sự ân xá cho chính mình nên hứa ẩu. Trần Văn Ân nói, như vậy vấn đề của Bình Xuyên và cá nhân anh đã được giải quyết hôm sau. Bảy Viễn cùng Mauri Thiên đến gặp giám đốc cảnh sát đặc biệt với thư của Trần Văn Ân tại đường Katinat trong văn phòng của tên Basin, người bắt Bảy Viễn năm 1942. Hắn đang bị giam bó gối, nhìn Bảy Viễn rồi cúi gằm mặt không dám nhìn lên. Lâm Ngọc Đường nhận thư giới thiệu của Trần Văn Ân, đọc xong tiếp Bảy Viễn một cách trang trọng. Bình Xuyên là một lực lượng có thể giúp ông ta nhiều việc. Nếu họ hợp tác sau này, y nói, tôi sẽ cấp giấy tùy thân hợp pháp cho tất cả thủ lãnh và lính của quý ông và giao cho các ông vùng trách nhiệm là chợ lớn. Hai bên đồng ý và Bảy Viễn thông báo cho thủ lãnh Bình Xuyên những cam kết với tân chính phủ Trần Trọng Kim và giám đốc cảnh sát miền Đông Lâm Ngọc Đường. Sau buổi họp với lãnh tụ Ba Dương, một phần quân Bình Xuyên đã kéo vào chợ lớn từ rừng sát, thì đùng một cái, Nhật ăn hai quả bom chấn động thế giới. Mauri Thiên lật đật thông báo cho Bảy Viễn thì ông cười nói, hè, đừng nói bậy ngang chưa, má mày, tin ở đâu? Chớ có nghi ngờ để nói thật đó, Mỹ nó thả hai quả bom gì đó gọi là nguyên tử, chết mẹ hết tụi Nhật rồi, tin em đi. Bảy Viễn lúc này mới tin là có thiệt. Ông chẳng biết làm gì thì ở Bắc Kỳ cộng sản đã làm loạn, manh nha chiếm chính quyền từ tay Bảo Đại. Phạm Văn Đồng đi đêm với cô Ma Su, một nhân viên ngoại giao của Nhật, có nhiệm vụ liên lạc với các nhóm cách mạng Việt Nam. Y tức khắc gặp Đại tướng Nhật Tsuchihashi Yuishu, Tổng tư lệnh quân đội Nhật tại Đông Dương, bảo hắn ra lệnh thả hết tù chính trị tại Bắc Kỳ. Cộng sản có ngay 1.500 tên cán bộ sắc máu ngay tại thành phố. Cách mạng được tính toán tại mật khu, nhưng diễn ra nơi thành thị. Trần Huy Liệu, một cựu tù nhân công nông là một quốc dân đảng, phản bội theo cộng sản. Y nắm bộ máy tuyên truyền một cách tích cực, đưa tên tuổi Hồ Chí Minh lên mây. Một kẻ mang hơn 20 căn cước khác nhau, làm đủ mọi nghề từ bồi cho đến thợ chụp hình, và là một sáng lập viên đảng Cộng sản Pháp. Trong khi các đảng phái quốc gia thì chần chờ, không thanh toán nhóm Cộng sản, vì quan niệm ai cũng được, miễn chấm dứt thực dân Pháp cai trị là đủ. Trần Huy Liệu sau này đã ra những huyền thoại như Lê Văn Tám đốt mình chạy vào kho xăng. Tại miền Nam, Nhật đã chuẩn bị, và một mặt trận quốc gia đoàn kết quy tụ cao đài hòa hảo, Bình Xuyên chưa lộ diện, nhưng cài người hết trong các đảng hay nhóm. Ba Dương ghi tên vào đảng độc lập, Mười Trí thì nhảy vào cao đài, Sáu Đội thì liên đoàn phu quân vác, Mauri Thiên thì liên lạc mật thiết với nhóm Trotsky. Sophia Trần theo sát Bảy Viễn như một thư ký cần mẫn, bà thông dịch Anh và Pháp văn, và là một phát ngôn viên chính thức của Bình Xuyên. Tuy bận rộn, nhưng Bảy Viễn cũng thường xuyên về với vợ lớn và con trai, cùng hai bà vợ nữa, sống không xa chợ lớn. Ông đáp ứng nhu cầu tình dục một cách hài hòa, bà nào cũng vui. Ngày 9 tháng 2, 1945, Đại sứ Nhật đưa tối hậu thư cho Đi Khô, rồi tấn công trên toàn cõi xứ Đông Dương. Đến ngày 11, Hải quân Nhật mới cho tàu từ Phú Quốc đến Côn Nôn, giao và người tù số 2140 ở trại 5, chợt nghe có chuyện gì bất ổn. Không nghe tiếng lính gác thay phiên, đèn tự dưng tắt ngấm, đêm không trăng sao, từ khung cửa tù nhìn ra song sắt tối mịt. Lúc này Bonnie Fay đã lên làm chúa ngục, vì Santini về hưu, ẵm theo một mớ tiền sống sung túc cả đời. Ê, không thấy lính canh và mã tà. Cặp rằn phòng năm tên giàu lên tiếng, cả phòng nhốn nháo thì bên phía tù chính trị có tiếng la ó vang dội. Pháp nhau rồi, Nhật đã lật pháp, mở cửa cho tù, mở cửa cho tù. Thì cả trại giam Côn Nôn bùng lên như ngọn lửa. Chúa ngục Bonnie Fay tái mặt dẫn vợ con chạy ra một chiếc thuyền đang neo cùng đám giám thị và mã tà. Nổ máy chạy biến về hướng Tây. Số mã tà và giám thị không nhanh chân, đành ngậm đắng nuốt cay chờ Nhật tới. 12 giờ trưa, hai đại đội Nhật đổ bộ lên Côn Nôn, ra lệnh mở cửa cho tù. Tù chính trị ùa ra hô lớn,
Việt Nam muôn năm, rồi lùng bắt bọn Mã Tà và giám thị còn lại. Tù hành sự cũng tố ra tìm vợ Mã Tà và giám thị hiếp ngay tại chỗ. Bọn tù khủng hoảng sinh lý lâu năm, chúng như hổ đói không còn ai ngăn cản. Bọn Đức Nhật không can thiệp, thì châu vợ Mã Tà 76 không chạy được. Nàng bị một nhóm tù chính trị và hình sự bắt được, cởi hết quần áo, đứng chu đít cho tù nhân hãm hiếp. Thomas Phước không thể làm gì hơn. Trong hầm xay lúa, bọn cai ngục chà và cao lớn được tù nhân lùa vào thay nhau kéo cối xay. Tù nhân dùng roi cá đuối đát vào mông rớm máu. Một cuộc đổi đời tang thương. Bây giờ tù nhân thành cai tù, hò hét đánh đập đám cai tù và người Pháp làm công chức trên đảo. Tên tàu chuyên thu mua răng vàng do tên chúa ngục Santini đỡ đầu bị tù nhân bắt đem ra treo trên ngọn cây chà là, lại sinh như tế sao. Suốt cai ngục và Mã Tà trốn vào rừng, mấy hôm sau đói quá mò ra, bị tù nhân bắt, cột vào một thân cây dài tuột hết áo quần dẫn ra bến tàu. Không người chu mông cho tù nhân lấy cây vót nhọn đâm vào hậu môn đẩy luôn xuống biển, làm mồi cho cá mập. Rồi lùng bắt hết bọn đàn thổ miên, chuyên săn lùng tù vượt ngục trốn trong rừng, đập đầu ngay tại chỗ. Thomas Phước bằng uy tín cá nhân ổn định lại đám tù hình sự. Bọn tù cộng sản thì có thủ lĩnh chỉ huy nên tạm ổn, chờ ngày về đất liền. Lệnh quân đội Nhật, tù hình sự tập hợp lại thanh lọc. Nhưng một mớ đã lợi dụng tình hình lộn xộn, chạy xuống trại 11 cướp thuyền đánh cá, trong đó có Dao và Dào, cặp rằng và người tù 2140 vượt Côn Nông về đất liền, không biết sống hay chết trên biển. Thomas Phước nhói tim khi thấy Châu, vợ Mã Tà 76, bị hiếp đến kiệt sức rồi chết. Nơi phần dưới, một củ khoai mì tọng vào âm hộ, hắn ngửa mặt lên trời làm dấu thánh giá. Có lệnh ân xá hết tù nhân trừ tù hành sự, những tên giết người có hồ sơ vẫn giữ lại. Thomas Phước không có tên trong danh sách ân xá, vì ông là tù hình sự bị án chung thân khổ sai. Nhưng Bảy Viễn chợt nhớ đến và tìm mọi cách để cứu bạn mình. Sau này Côn Nông ổn định trở lại, bọn cai tù chà và còn sống sót được hưởng quy chế tù binh, Nhật giam riêng một nơi. Tù phòng 5 vắng mặt 35 người, chỉ còn Ách Mỹ. Vì bị sưng khớp, hắn không chạy được, tạm thời lên làm cặp rằng phòng 5. Hắn trả lại mối thù do Bảy Viễn để lại, trút hết lên phe của Do và người tù bán cà phê độc quyền, bị Ách Mỹ lụi một dao vào tim chết ngay, lúc 1 giờ khuya không ai biết. Tại miền Nam ngày 17 tháng 9, Ban Chấp hành Mặt trận được thành lập, Trần Văn Ân giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nam Kỳ, Khâm Sai Đại Thần Nguyễn Văn Sâm, đại diện Bảo Đại tại Nam Kỳ đang ở Huế, Hồ Văn Ngà, Động Lý, Nhật Bắc Ngà giao hết quyền hành cho Trần Văn Ân. Nhóm Cộng sản Đại Tam do Trần Văn Dào bắt đầu nhận lệnh từ Chóp Pu, bắt đầu quấy rối trị an khi Hồ Văn Ngà đệ tứ giao hết quyền cho người quốc gia. Dào là tay có năng lực, trí thức lớn của Cộng sản Đông Dương, đã học tại Mạc Tư Khoa, bị Pháp bắt giam tại Bà Rá, rồi vượt thoát. Cùng tính chủ thuyết cộng sản, hắn bị Kempithai Nhật lùng bắt, nhưng lại trốn ngay trong nhà giám đốc cảnh sát do Nhật đề cử tạm thời. Dầu lên một kế hoạch nắm quyền loại phe quốc gia, tuy một nhóm nhỏ nhưng những tên đã đào tạo căn bản, trung kiên, đầy kinh nghiệm giết người rồi phủi tay, vu khống cho Bình Xuyên, Bảy Viễn không ưa gì hắn. Toàn quyền Nhật Yoshio Minoda nghe lời Phạm Ngọc Thạch, một bác sĩ có vợ Pháp, có liên hệ tốt với tên này, thuyết phục toàn quyền Nhật phóng thích hết tù nhân cộng sản giam tại Bà Rá và Côn Nông, khám lấn Sài Gòn. Trong phút chốc, Trần Văn Dào có 1.000 cán bộ cộng sản sẽ về Sài Gòn. Hắn ra sức bơm cộng sản, là một đảng yêu nước chân chính không dựa ngoại bang như đảng phái quốc gia. Một cuộc chạy đua không cân sức giữa cộng sản và quốc gia, Bình Xuyên thiếu huấn luyện về chính trị và kinh nghiệm để tồn tại trước thời cuộc. Họ đa số là dân chơi tay dao tay súng, bảo họ nói lên tinh thần yêu nước, họ mù tịt
như từ trên mây rơi xuống. Hòa hảo và cao đài đang rục rịch nổi lên như những thế lực mới không thể từ chối một nồi cháo tạ bí lù đang sôi nơi đất phương Nam. Một phái bộ của Bảo Đại đến Sài Gòn gặp toàn quyền Nhật, giao vũ khí cho đảng phái quốc gia để bình định lãnh thổ. Cộng sản như gái ngồi trên cọc, chúng tức tối mở một cuộc họp với mặt trận quốc gia, đánh một đòn tâm lý là Nhật sẽ không đứng vững trên mảnh đất này, và phe đồng minh khi thắng trận sẽ khai trừ chánh quyền thân Nhật, và tội Pháp lấy cớ là đồng minh sẽ trở lại Đông Dương. Trước sự ăn nói khéo léo của Giàu, mấy ông quốc gia đồng ý hợp nhất với Cộng sản, thì ngày 22, Bảo Đại nhận một công điện yêu cầu thoái vị do các đảng phái yêu nước ký từ Hà Nội, gửi Bảo Đại đồng ý với câu nói để đời, thà làm dân một nước độc lập, còn hơn làm vua một nước nô lệ. Nhà Nguyễn cáo chung lịch sử đã sang trang. Nhưng tại Nam Kỳ, Cộng sản chưa dễ dàng ăn gọn miếng bánh béo bở sau khi Nhật đầu hàng, thì các sứ quân nổi dậy. Sài Gòn lên cơn sốt không ai kiểm soát nổi. Nhóm du đảng cầu muối hoạt động cướp giật tối đa với nhóm đàn thổ người Miên. Trụ Nhật thuê lồng kiều dân Pháp trốn tránh không chịu ra đầu thú bọn Nhật. Dân quân mũ ca lô trắng cao đài bắt đầu tấn công tiêu diệt những dấu vết thực dân. Họ đập phá những tàn tích của Pháp như các tượng tại công trường, đài chiến sĩ bị đập nát vứt xuống sông do Trình Minh Thế chỉ huy, một người được Kempitai huấn luyện trong vài năm, tham chiến trong quân đội Nhật, tấn công vào Thủ Dầu Một. Chính ông đã phá hủy một ổ đại liên của Pháp. Mặc quân phục Nhật, ông đi tìm Trần Văn Dầu nói một câu để đời. Ngày nào, nếu ông trở mặt với chúng tôi sẽ tặng ông một viên đạn ngay giữa trán, một thứ trí thức hôi thối Cộng sản. Một lời cảnh cáo của Thế không phải là một trò đùa. Dầu biết Cộng sản yếu thế nên im lặng và ghim trong cái đầu nhiều mưu mô bẩn thỉu của một tên làm cách mạng. Hắn thầm nghĩ, tao cho mày nói Thế ơi, nói cho sướng cái miệng đi, sau này mày sẽ biết tay tao. Người Cộng sản Trung Kiên, trên đầu tao chỉ có mắt và bát. Bình Xuyên hiện diện trong các đảng phái quốc gia, dù rằng trang bị hùng hậu, xu lính lên gần 3 tiểu đoàn vẫn bị coi như đám thảo khấu rừng tràm. Đầu trộm đuôi cướp, không phải sanh ra để mừng quốc sự và không công nhận là một lực lượng kháng chiến chính thống. Trần Văn Dầu khai thác ngay điểm yếu này, vì sự mặc cảm nên các thủ lãnh Bình Xuyên đã rơi vào bẫy của Dầu. Muốn liên lạc với Bảy Viễn để đám quốc gia khỏi nghi ngờ, nhất là cố vấn chính trị của Bảy Viễn, tên Hai Thuê, mà Dầu rất ngán vì Hai Thuê nhìn thấu tim gan của bọn Cộng sản. Trần Văn Dầu nhờ Chính Nhung, tay phiêu lưu không mừng quốc sự, hắn chỉ biết có tiền. Một tên đã môi giới Mauri Thiên cho Bỉ Viễn, một cơ hội đến khi Bình Xuyên gặp khó khăn tài chánh để duy trì một đạo quân đang phát triển, mà giàu thì không thiếu tiền từ các ngân khố do bọn Đệ Tam nắm giữ. Hắn chỉ được phép dùng cho mục đích làm lợi cho đảng mà thôi. Hắn lòng ngay cho Chính Nhung 2.000 bạc để thu xếp một cuộc gặp bí mật với Bỉ Viễn. Cuộc gặp vào một buổi tối 26 tại công tự đại lộ Kalini, nơi này Dương Bạch Mai, một tay cộng sản vừa về từ Công Nôn. Hắn đã học về tình báo ở Liên Xô 5 năm. Hắn và Trần Văn Dầu gặp Bảy Viễn trong sự kính trọng giả vờ và ra sức thuyết phục Bảy Viễn ủng hộ Việt Minh, và chỉ có Việt Minh mới là tổ chức duy nhất chống lại ngoại bang hữu hiệu. Chúng tôi biết anh đã từ chối cộng tác với bọn Nhật, hãy đem Bình Xuyên về để phục vụ cho quyền lợi tối thượng cho tổ quốc. Anh nghĩ sao khi De Gaulle không đếm xỉa gì đến độc lập cho ba xứ Đông Dương, hắn sẽ tái lập lại chế độ thực dân ngay trên quê hương này. Mà đánh tới cùng nếu tổ Pháp trở lại. Bảy Viễn giơ nắm đấm về phía trước. Cọp đã vào bẫy tìm mồi nhưng còn lưỡng lự. Dầu và Mai không hối hả sợ Bảy Viễn nghi ngờ. Mai nói, khi ở Công Nông tôi đã nghe danh anh đánh gục Kamchê, anh có chí khí. Hắn cho Bảy Viễn nếm thêm mật ngọt. Hai tên cán bộ có học thức đã làm Bảy Viễn lên men, nhưng bản năng có một tay anh chị, một con thú rừng. Bảy Viễn cũng ngửi thấy mùi lạ của hai thằng cộng sản tù Công Nông và Bà Rá này. Trực giác của một tay từng chọc trời khuấy nước,
ông cũng biết chút đỉnh về mưu mô xảo quyệt mà ông đã áp dụng và kinh nghiệm của ông sư ở Thạch Long truyền đạt cho mình về tội bán trời không mời thiên lôi đang ngồi trước mặt ông. Tôi xin cảm ơn hai anh có nhã ý và có lời khen tặng tôi quá mức. Tôi sẽ ủng hộ quỹ ban hành chánh lâm thời trong khả năng của Bình Xuyên. Dĩ nhiên các anh phải tôn trọng những cam kết với Bình Xuyên. Hai tên cáo cộng sản hả hê đứng lên bắt tay Bảy Viễn, tin tưởng nơi Bình Xuyên, nhưng vẫn còn hầm sáng ba dương quyết định. Bảy Viễn chợt nhớ đến Nhan, người tù vượt ngục Côn Nông với ông và Thomas Phước, cùng người tù 2140. Bằng mọi cách phải can thiệp cho Thomas Phước, Sophia Trần, vợ bốn của Bảy Viễn đích thân lo việc này và tìm tung tích Giao, và 2140, người tù vua vượt ngục. Sài Gòn đang thay da đổi thịt, tên đường được đặt lại cho phù hợp với tình hình mới. Catinac thành công xã Ba Lê, Bảy Viễn chọn 50 chiến binh thiện chiến chơi dao hay bắn súng giỏi giết người không trùng tay, đến bảo vệ sở cảnh sát trung ương, nằm ở đường Gallieni, là kho đạn cũ của Pháp. Bảy Viễn sau khi gặp bọn cốt đầu cộng sản đều tường thuật cặn kẽ cho Ba Dương, mọi người tán đồng nhưng mười trí nói. Anh nên cảnh giác bọn này, chúng moi gan anh có ngày. Mẹ, chính đồng chí của chúng nó còn giết, rồi cho mang vòng hoa đến phóng điếu. Mười Trí từng sống lăn lộn với đám cộng sản khi còn ở Côn Nông, nên ông hiểu rõ lắm. Sophia Trần nhận lệnh cố Bảy Viễn tìm cách cho Thomas Phước được ân xá. Nàng đi tìm bác sĩ Phạm Ngọc Thạch. Nhờ can thiệp với Yoshio Minoda, vài tuần sau thì Thomas Phước có tên trong danh sách tù nhân ân xá đợt tới. Chỉ chờ tàu hải quân ra đón. Người vợ Pháp của Thạch là bạn của Sophia Trần, nên lời nói vào của người vợ Pháp, bác sĩ Thạch không thể từ chối, vì ông cũng đã từng nghe danh và rất cảm kích Thomas Phước. Bản án khổ sai chung thân được cải danh sang tù chánh trị. Bảy Viễn thở phào ôm người vợ trí thức trong tay. Ông đem lại những cú húc như bò tót làm nàng ngất ngây. Sophia rất khôn ngoan, nàng biết thế lực của Bình Xuyên chỉ vụt lên trong một thời gian rồi tàn, vì họ không có một bộ óc giỏi để lớn mạnh. Ba Dương không thể hiện hết quyền uy của mình để Bảy Viễn thao túng, mà Bảy Viễn thì võ quyền thích đánh đấm. Nên Sophia thu gom tiền bạc đầu tư vào ngân hàng người Hoa một ít, mà Mauri Thiên cáo già cũng không nghĩ đến. Mọi việc tốt đẹp, bà lo cho tương lai chính mình và giọt máu của Bảy Viễn đang thành hình trong người cổ bà. Những đợt sóng bạc đầu đánh vào mạn chiếc tàu hải quân từ đất liền ra đón tù chính trị được ân xá. Thomas Phước đón nhận làm gió biển mơn man trên da thịt. Ông đã chờ đợi một ngày được tự do trên chuyến tàu về đất liền hơn chục năm rồi. Ông mới nhận được cảm giác mừng vui đoàn tụ. Thomas Phước biết Bảy Viễn không quên mình, lời thầy xưa còn đó, với con người trọng tình bạn và trọng chữ tín. Thomas Phước rất cảm kích và hồi hộp khi gặp lại Bảy Viễn, nghe nói bây giờ trở nên một trong những thủ lĩnh của Bình Xuyên, quyền uy hét ra lửa. Tiếng còi tàu báo hiệu đã bỏ neo và cập bến, Thomas Phước lên boong tàu nhìn xuống, đã thấy Bảy Viễn cùng bộ hạ đứng chờ. Mừng bạn đã về! Bảy Viễn ôm Thomas Phước nói, rất cảm ơn anh đã lo cho tôi được ân xá. Thôi, về chợ lớn chúng ta nói nhiều. Chiếc xe lăn bánh, Thomas Phước nhìn Sài Gòn đã thay đổi rất nhiều. Bọn Nhật khắp nơi giữ an ninh chờ đồng minh vào giải giới. Chợ lớn nhộn nhịp bình thường. Bữa ăn đầu tiên thật thịnh soạn, người đàn bà đẹp thanh lịch gấp đồ ăn cho Bảy Viễn trước và cho Thomas Phước, mỉm cười mời. Anh phải cảm ơn người này đã lo cho anh được ân xá đó. Lẽ ra chúng tôi phải làm ngay, nhưng chờ anh Bảy phải được ân xá trước, rồi mới tìm cơ hội làm anh chờ hơi lâu. Tự do là quý rồi, lâu mau miễn là có cơ hội. Thomas Phước nhìn người đàn bà, chợt nhớ là vợ của giám thị Tây chết bệnh không lâu, giờ trong tay Bảy Viễn. Hắn không nói gì thêm, hắn chợt nhớ đến người tình và đứa em gái cùng gia đình. Thomas, chúng tôi sẽ bố trí anh vào làm việc tại một cơ sở tài chính cho Bình Xuyên. Anh thấy thế nào? Cảm ơn anh, tôi cần về quê Mỹ Tho để xem gia đình thế nào mới tính. Sáng hôm sau, Bảy Viễn cho người đưa Thomas Phước về Mỹ Tho.
với một số tiền đủ để Thomas Phước sống cuộc đời còn lại không bon chen, và ông không trở lại chợ lớn với Bảy Viễn và Bình Xuyên. Ông thường đi nhà thờ và muốn quên hết chuyện đã qua, đoạn tuyệt với giang hồ, cắt đứt quá khứ, tù đầy công nôn. Tiếng thở dài của địa ngục trần gian đã làm ông biết sợ. Bảy Viễn đồng ý với sự chọn lựa của Thomas Phước. Ông không thắc mắc. Nói về Giao và người tù 2140, cùng vào chuyên viên làm bạc giả cướp được một chiếc thuyền đánh cá của trại 11. Trên thuyền lương thực chỉ tạm đủ cho 7 ngày hải hành với 3 người, nước uống khoảng 100 lít. Họ ra khơi ngay khi tụi Nhật kiểm soát lại tù hình sự. Người tù 2140 là một chuyên viên về hải hành, vượt ngục nhiều lần bị bắt. Khi gần đến bờ, ông cho căn buồm chọn hướng đi khác lạ để đánh lạc hướng xà lúc tuần duyên của Nhật. Hơi mạo hiểm vì đường xa hơn, nhưng trên thuyền có lưới cá và buồm, chắc chắn nên ông an tâm. Vì trên thuyền đỡ hơn bè, chỉ ngại những cơn bão lớn, ba người thay nhau lái, nấu ăn, nước uống hạn chế tối đa, chỉ khi thật khát mới uống. Giao cảm thấy khoan khoái khi được nằm trên khoang thuyền vượt biển từ Côn Nông về đất liền. Bản án khổ sai vì giết người không bao giờ chấm dứt. Giao làm tiền giả cùng chung số phận. Và 2140 không khác gì hơn ba tên tù khổ sai chung thân trên một chiếc thuyền mong manh về đất liền. Sóng gió đánh vào mạn thuyền đang bằng tre, chắc chai chỉ đánh cá ven bờ vài cây số, làm một cuộc tìm về bờ thật phiêu lưu. Nhưng không còn cách nào khác. Họ đi được đến ngày thứ năm thì cột buồm bị một trận gió chướng thổi bay mất. Chiếc thuyền giật giờ trên từng cơn sóng dữ, muốn lật nhào. Cả ba người cột chặt người vào thanh gỗ cắm cột buồm, chịu đựng. Cơn khát điên cuồng khi mặt trời đứng bóng, không có đường đen đem theo để hòa với nước biển uống, dằn cơn khát, da phồng rộp vì không có bất cứ cái gì để che nắng. Giàu thường uống trộm nước về đêm, nên bị 2140 và Giao canh thùng nước không cho uống trộm. Nước, nước, cho tao miếng nước. Tiếng van xin của Giàu vang lên, loãng theo cơn gió không ai nghe. Thì hắn cố gắng lết về phía thùng nước ngọt gần cạn đáy. Hai người bạn đồng tù cố gắng ôm lấy để sống còn. Họ có thể điên loạn giết nhau. Người tù 2140 là chuẩn bị tình huống xấu nhất, là sẽ giết nhau vì miếng nước còn lại. Ông còn tỉnh táo để đối phó. Giao thì tính toán số nước còn lại đủ cho hắn sống thêm vài ngày nữa, nếu hai thằng ôn dịch kia biến mất. Khi màn đêm xuống, Giao men đến dùng tàn lực để giết Giao, vì cũng có tư thù với nhau khi Giao làm cặp rằng phòng năm, rồi thanh toán 2140 sau. Tiếng ngằn ngặt khi lưỡi Giao cắt vào cổ Giao, lúc này đã đuối sức chống cự yếu ớt. Giao uống lấy những tia máu nóng hổi của bạn tù. Tù nhân 2140 nhào vào hất Giao ra. Thì Giao đã hắt hơi cuối cùng, nghe mùi máu cho dù nơi nào, đàn cá mập cũng đánh hơi rất nhạy. Chúng ủi lên mạn thuyền như muốn tràn lên. Giao tỉnh người khi uống máu của Giao, hắn cố mở mắt trong bóng đêm tìm 2140. Lúc này lưu về phía sau dùng một khúc củi còn sót lại thủ thân. Cá mập vẫn hùng hổ tấn vào mạn thuyền, tấp vào be thuyền, trận người, chỉ còn cách hất xác vào xuống biển mà thôi. Dạ, mày hất cái xác xuống biển đi, rồi tao với mày một sống một chết, hay cả hai cùng chết. Giao dùng sức còn lại kéo xác vào bờ, bỏ đôi chân vào ra mạn thuyền thì đàn cá mập nhào đến lôi đi trong nháy mắt. Đến sáng hôm sau, ngày thứ sáu, trên trời đen kịt mây, sắp có bão. Mưa, mưa. Tiếng thét lên mừng rỡ của hai người tù sắp cạn nước. Mưa trút xuống khoang của chiếc thuyền. Sóng lớn ập vào chiếc thuyền, tưng lên hất Giao rơi ra khỏi chiếc thuyền. Hắn loi ngoi trên mặt biển cuồng nộ. 2140 mất bình tĩnh vì bão kéo về. Tiếng kêu cứu của Giao. Quăng dây cho tao! Kỳ 10 đến đây đã chấm dứt. Xin bà con mình nghe tiếp. Kỳ 11.